Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 mới Global Success, và hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập bài số 2 Time and Daily Routine, thời gian và những cái lịch trình hàng ngày, những công việc hàng ngày. Bài này của chúng ta có này, phần phonics and vocabulary. Chúng ta có chữ tờ, chữ đờ, chúng ta điền vô. Đi ngủ là go to bed, get up là thức dậy. Rồi, nghe và lặp lại. I go to bed at 9 o'clock, tức là tôi đi ngủ vào lúc 9 giờ. 9 giờ đúng ạ. I get up at 6:30, tôi thức dậy lúc 6:30. Vậy trong bài này chúng ta được học mẫu câu hỏi thời gian và trả lời hỏi thời gian. Bây giờ chúng ta nhìn cái đồng hồ này và chúng ta sẽ nói thời gian. Bây giờ nhìn đồng hồ là 6 giờ AM là giờ sáng này, 6 giờ đúng đó. Vậy đây là 6 giờ đúng, 2 số 0 là giờ đúng. Vậy 6 là chúng ta ghi 6 vào. It's 6 o'clock. Câu số 2, chúng ta nhìn cái đồng hồ 5 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ ghi là I get up at 5 và 15, các bạn nhớ đó là từ 15. 5:15. Sang câu số 3, câu số 3 là cái hành động này của bạn này, đó là đi học. Đi học là go to school. Go to school, ghi đầy đủ vô. I go to school at 7 o'clock. Câu số 4, what time do you? Vậy là bạn này đang làm gì? Ăn sáng lúc 7:30. 7:30 PM. PM là giờ buổi tối, buổi chiều buổi tối. Vậy đây ăn tối. Ăn tối thì các bạn có mẫu câu là have dinner. What time do you have dinner? Bạn ăn tối lúc mấy giờ? What time do you have dinner? Vậy chốt lại câu số 1 là it's 6 o'clock. Câu 2, I get up at 5:15. Câu số 3 là I go to school at 7 o'clock. Câu số 4, what time do you have dinner? Rồi chúng ta qua phần B là sentence past tense, tức là mẫu câu. Ok, mẫu câu này. Chúng ta có at 9:15. 9:15 là 9:15. Chúng ta có go to school là hành động đi học. Is it 6:45, tức là 6:45. Bây giờ chúng ta điền vô mẫu câu hỏi giờ là what time is it. Chúng ta đang thiếu is it ở đây, chúng ta điền câu C vào. Câu số 2, is sẽ cộng với một cái thời gian mà nó không có cái từ at, không có từ at đây. Và chúng ta chọn câu D, đó là is 6:45. 6:45. Câu số 3, what time do you go to school? Chúng ta đang thiếu một cái hành động. Chúng ta đang thiếu một cái hành động ở đây. What time do you go to school? Rồi câu số 4, chúng ta phải có từ at, tôi đi ngủ. I go to bed phải có cái giới từ at cộng với thời gian. At 9:15, tôi đi ngủ lúc 9:15. Rồi chúng ta qua bài số 2, đọc và nối. What time is it là cái câu hỏi là thời gian á, mấy giờ rồi, thì chúng ta phải chọn cái câu là is cộng với giờ, đó là câu D. Is 5:45, 5:45. Một nối với D. Câu số 2, what time do you get up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Thì khi mà hỏi cái mẫu câu này, chúng ta phải có cái giới từ at cộng thời gian nha. What time do you get up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Và nó phải trong câu trả lời ấy, nó phải có get up này. Đây là get up. Thì trong câu trả lời phải có get up. Tôi thức dậy lúc 6 giờ. Thì câu B, câu 2 nối với câu C. Câu số 3, what time do you go to school? Tức là bạn đi học lúc mấy giờ? Thì trong cái câu trả lời nó phải có go to school. Đó là câu câu E, I go to school đây. I go to school lúc 7 giờ đây. Câu 3 E. Câu 4, what time do you have dinner? Have dinner là hành động ăn tối. Vậy trong cái câu trả lời chúng ta cũng phải có cái cụm từ have dinner, ăn tối. Vậy là câu 4 A. Rồi câu số 5, what time do you go to bed? Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Thì chúng ta nối cái câu mà có go to bed, đó là câu B, go to bed đây. 5B. Vậy tóm lại chúng ta có 1 gì? 1D, 2C, 3E, 4A và 5B. Ok. Rồi qua phần listening thì chúng ta nghe, chúng ta nghe trong máy làm sao. Phần speaking, cái phần speaking của chúng ta, khi mà chúng ta được học mẫu câu what time is it? What time is it là hỏi mấy giờ rồi nha. What time is it Mai? Mấy giờ rồi Mai? Và mẫu cách trả lời của chúng ta đó là is cộng với giờ nha, thời gian 6:15 chiều này. Vậy thì bây giờ chúng ta viết là 6 là 6 và 15 đó là 15, chúng ta được học trong bài học rồi. 6:15. It's 6:15. Câu số 2, what time do you have dinner? Bạn ăn tối lúc mấy giờ? Nha, cái hành động đây chúng ta thay bằng cái hành động khác. What time do you có một cái hành động. Vậy thì khi mà trả lời chúng ta phải đưa cái hành động ra. Ví dụ ở đây là ăn tối thì phải ghi là ăn tối. I have dinner. Rồi at cộng với thời gian 7:30, các bạn sẽ ghi là 7 là 7 và 30 đó là 30. 7:30. I have dinner.
at 7:30. Ok. Vậy câu 1 này, what time is it, my? It's 6:15. Câu số 2, what time do you have dinner? I have dinner at 7:30. Rồi qua phần reading của chúng ta, điền. Ok, chúng ta có giới từ at. 9 là 9 này, o'clock là giờ đúng. Chúng ta sẽ để sau cái giờ đúng. Ví dụ 6 giờ đúng, 7 giờ đúng, chúng ta hay để o'clock. School là trường, time là giờ. Bây giờ what gì? Chúng ta mẫu câu của chúng ta là bạn thức dậy lúc mấy giờ? Chúng ta đang thiếu time ở đây. What time do you get up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Và ai? At chứ. At 6:15. Chúng ta đang thiếu cái giới từ at đây. What time do you go to school? Bạn đi học lúc mấy giờ? It's 7 gì, chúng ta đang cần một cái o'clock ở đây. It's 7 o'clock, 7 giờ đúng. What time do you go to bed? Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Và ở đây sẽ là 9 đúng không nào? At 9:45. Vậy số 1 này, what time do you get up? At 6:15. What time do you go to school? At 7 o'clock. What time do you go to bed? At 9:45. Rồi qua bài số 2, trang số 11. Đó là cái bài đọc reading của chúng ta và số nối. My name is Linh. Here is my daily routine. I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 6:15. I go to school at 6:45. I have dinner at 7:30. And I go to bed at 8:45. What is your daily routine? Tên tôi là Linh, đây là lịch trình hàng ngày của tôi. Tôi thức dậy lúc 6 giờ. Tôi ăn sáng vào lúc 6:15. Tôi đi học vào lúc 6:45. Tôi ăn tối vào lúc 7:30. Và tôi đi ngủ lúc 8:45. Còn lịch trình hàng ngày của bạn thì sao? Bây giờ chúng ta nối hành động get up thì chúng ta tìm nha. Keyword của chúng ta đó là get up. Thì trên đây gạch chân get up và khoanh tròn 6 o'clock. Vậy thì nối 1 với 6 o'clock là 1D. Cái hành động thứ hai là have breakfast. Chúng ta chú ý have breakfast đây và khoanh vào 6:15 và chúng ta đưa ra 6:15 là gì? 6 là 6 và 15 là 15, phải 6:15. Chúng ta nối với câu C. Tiếp theo hành động go to school. Go to school nó nằm ở đây và thời gian nằm ở đây là 6:45. 6 là 6 và 45 là 45, 6:45. Đây câu B. Câu tiếp theo là have dinner. Have dinner đâu? Have dinner nó ở đây và khoanh vào 7:30. 7 là 7 và 30 là 30. 7:30 là câu E đây. Nó là câu E. Tiếp theo câu số 5, go to bed. Go to bed nằm ở đây thì chúng ta khoanh vào 8:45. A là mấy? A là 8. 45 là 45, 8:45. Chúng ta nối câu 5 với câu A. Câu 5 với câu A. Rồi chúng ta qua phần F là phần writing. Phần writing như thường lệ thì chúng ta sẽ hoàn thành câu. Câu số 1, is sẽ đứng đầu câu, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. Is, tôi tận dụng từ to be là y. Và tới 7, 7 giờ đúng rồi. Is 7 o'clock, 7 giờ đúng. Câu số 2 thì chắc chắn là what nó phải đứng đầu câu. Rồi what time là hỏi giờ. Mẫu câu hỏi giờ, what time is it? What time is it? Câu số 3, chủ ngữ đứng đầu câu, chủ ngữ là ai. Và hành động của chúng ta là get up. I get up. At, xong rồi thời gian là 6:15. Là 6:15 là 6:15. Câu số 4 chắc chắn là cái từ để hỏi đứng đầu câu là what time rồi. What time, xong rồi do you, what time do you go to school. Và câu này có nghĩa là bạn đi học lúc mấy giờ. Bạn đi học lúc mấy giờ. Rồi sang bài số 2, let's write. My name is Hoa. My name is Hoa. I get up at 6 o'clock. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ đúng. I go to school at 6:30, 6:30. I have dinner at 7 o'clock. 7 o'clock là 7 giờ. And I go to bed at 9 o'clock. Và tôi đi ngủ lúc 9 giờ. Okay.